Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Trong video hôm nay mình sẽ nói về sự thay đổi kỹ năng khá là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng cực kỳ lớn của vị tướng Init, một trong những pháp sư thiếu cơ động ở trong game Liên Quân Mobile. Và trong phiên bản mới, phiên bản đấu trường nhân bản này thì những cái top pháp sư thiếu cơ động đã lên ngôi, đã được chỉnh sửa rất là nhiều. Cụ thể là ở con tướng Init này nó đã được chỉnh sửa ở ngay cái nội tại hỏa hồn. Thì phiên bản hiện tại của chúng ta, nội tại hỏa hồn nó được kích hoạt khi mà chúng ta chơi chiêu thức trúng đích, nó sẽ kích hoạt cái hiệu ứng hỏa hồn sau 1 giây. Và phiên bản mới thì nó sẽ kích hoạt ngay lập tức luôn. Rồi, hiệu ứng của hỏa hồn ở phiên bản hiện tại nó kéo dài 2.5 giây, còn hiệu ứng ở bên phiên bản mới nó kéo dài 3 giây lận anh em ơi. Rồi, và có một cái thay đổi rất là nhỏ nhưng mà ảnh hưởng cực kỳ lớn, đó chính là thời gian hồi chiêu của chiêu 1, đó chính là hỏa cầu nó sẽ hồi lại khi mà chúng ta kích hoạt được cái nội tại hỏa hồn. Rồi, điều đó chắc chắn là khi mà hỏa hồn nó kích hoạt thì hỏa cầu chắc chắn sẽ bị giảm sức mạnh. Đây anh em cũng có thể nhìn thấy đã bị giảm sức mạnh đi rất là nhiều luôn. Tại vì chúng ta chơi chiêu hỏa cầu liên tục luôn nên là hỏa cầu chắc chắn là phải bị giảm sức mạnh rồi. Rồi, ngoài ra thì chiều rộng của chiêu hỏa cầu này nó sẽ được tăng lên. Chiều rộng đường đạn sẽ được tăng lên và chiều dài đường đạn cũng sẽ được tăng lên trong cái phiên bản mới. Đó, thấy chưa? Rồi, hỏa hoạn, hỏa trận, hai chiêu còn lại nó sẽ được triển khai chiêu thức giảm đi 0.1 giây, nghĩa là mình sẽ chơi chiêu nhanh hơn đó anh em. Đó, nhưng mà có một cái anh em cần lưu ý. Khi mà mình test ở phiên bản thử nghiệm thì mình thấy một cái sự khác biệt là ở đây. Khi mà chúng ta chơi chiêu 1 vào đối phương thì đối phương sẽ bị dính cái hiệu ứng hỏa hồn liền. Đó, anh em cũng có thể nhìn thấy. So với cái phiên bản hiện tại chưa cập nhật thì nó sẽ kích hoạt liền luôn. Nhưng mà cái chiêu số 2 nó lại khác nha anh em ơi. Cái chiêu số 2 nó không còn như ở phiên bản hiện tại, nó không có gây ra hiệu ứng hỏa hồn. Đây, vì thế đối phương sẽ không bị làm choáng. Đây anh em có thể nhìn thấy, không bị làm choáng luôn. Cái phiên bản hiện tại nó có thể làm choáng nha anh em. Đó, nhưng mà cái phiên bản mới thì nó sẽ không làm choáng. Rồi, ở cái chiêu thứ ba thì sao? Cái chiêu thứ ba cũng y chang như vậy luôn. Chúng ta chơi chiêu thứ ba là hỏa trận, nó sẽ không gây ra hiệu ứng hỏa hồn. Đó, anh em lưu ý, đây là một cái sự khác biệt nho nhỏ nhưng mà rất là quan trọng. Chúng ta chỉ có một chiêu kích hoạt hiệu ứng hỏa hồn, đó chính là cái chiêu đầu tiên. Và khi mà kích hoạt cái hiệu ứng hỏa hồn này, chúng ta chơi chiêu số 2, đối phương bị kích hoạt hiệu ứng hỏa hồn thì đối phương sẽ bị làm choáng. Lúc đó thì chiêu hỏa cầu của chúng ta hồi lại, chúng ta có thể chơi liên tục 3 lần làm choáng 3 lần đối phương nếu mà anh em nhanh tay. Đây là một cái điều lưu ý và cực kỳ quan trọng đối với Init trong cái phiên bản mới này. Và đó chính là cái mà mình muốn nhấn mạnh cho anh em. Init bây giờ không phải là chơi chiêu nào cũng có thể gây ra hiệu ứng hỏa hồn, nếu mà không có sai sót ở trong cái phiên bản thử nghiệm đối với phiên bản thực sự. Nếu mà không có sai sót gì thì chỉ có chiêu hỏa cầu, cái chiêu 1 mới có thể tạo nên hiệu ứng của hỏa hồn. Anh em lưu ý nha, những anh em yêu thích Init có thể lưu ý điều này. Và cái combo của Init nếu mà trong phiên bản mới mà thực sự chỉ có tạo ra cái hiệu ứng hỏa hồn khi mà chúng ta chơi chiêu 1 thì chúng ta có thể sử dụng rất là nhiều lần cái chiêu số 1 này. Nếu mà anh em kết hợp đúng combo, anh em sẽ tạo ra một cái sự sốc đam cực kỳ ghê gớm luôn anh em ơi.
Rồi đó chỉ là lý thuyết thôi. Nếu chúng ta thực hành thực tế thì như thế nào? Ở level 1 nếu anh em khéo chút xíu, anh em có thể chơi liên tục cái chiêu 1, spam chiêu liên tục như vậy luôn anh em ơi. Đó, ghê chưa? Làm cho đối phương sẽ rất là bất ngờ. Tại sao Inis bây giờ nó lại chơi rất là nhiều chiêu như vậy? Level 2 anh em đã có khả năng giết người kèm theo khống chế cực kỳ ghê gớm luôn. Anh em có thể nhìn thấy mình khống chế đối phương 3 lần, làm cho đối phương bị choáng không thể làm gì hết. Bây giờ level 2 thì ông Inis có khả năng tạo ra những cái khống chế cực kỳ khó chịu. Nên là cái thay đổi về cái bộ chiêu thức của Inis sẽ rất là khó chịu. Và nếu mà Inis giao tranh tổng thì chắc chắn là anh em cũng có thể nhìn thấy nó gây ra cái hiện tượng xả chiêu liên tục. Và Inis nó mà lên được nhiều đồ thì anh em cũng thấy được cái sức mạnh khủng khiếp, nó dồn đầm kinh khủng khiếp luôn đó anh em. Đó, ghê chưa? Và lát nó bay tới, nó còn bay về cũng muốn mệt nữa, nó chi là những cái con tướng khác. Đó, ông Murat, ổng tàn hình không mà muốn chết luôn rồi. Ổng chưa giật cái bóng về kịp nữa, ổng đã chết ngắt rồi. Thấy cái sự khủng khiếp của Inis trong phiên bản mới chưa anh em ơi? Thì chắc chắn nếu mà vừa mới ra mắt phiên bản mới, thay đổi mới về Inis sẽ có những cái combo mới về Inis luôn. Nên là sẽ khá là khó khăn cho anh em mới làm quen với Inis, về những cái bộ chiêu thức của Inis, làm sao có thể khống chế đối phương, làm sao có thể gây ra lượng đam cực lớn cho đối phương. Đó, cái này cần phải có thời gian anh em luyện tập, anh em mới biết được cái bộ combo chính xác của Inis. Rồi, ok, video nói về Inis, những chỉnh sửa về kỹ năng của vị tướng Inis Pháp Sư Thiếu Cơ Động đến đây là kết thúc. Nếu thích video này, các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nô kia chuông, cái bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Rồi, ok, xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.